Chào tất cả các bạn, xin tự giới thiệu, tôi là người rất thích đi du lịch và khả năng cao là bạn sẽ thấy ảnh của tôi bên cạnh từ du lịch trong từ điển đấy. Đùa chút thôi, nhưng tôi đi du lịch rất nhiều, mặc dù không nhiều như tôi có thể. Vấn đề của tôi là máy bay, chà, không hẳn là máy bay đâu. Được rồi, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để thừa nhận chuyện này. Tôi chết khiếp vì máy bay rung lắc, hay đúng hơn là đã từng như thế. Vấn đề là việc rung lắc này đã thực sự cản trở khi tôi muốn thực hiện ước mơ của đời mình, đó là đặt chân lên tất cả các lục địa trên thế giới. Mỗi khi tôi đến thăm một đất nước mới, mọi thứ ban đầu diễn ra khá suôn sẻ. Tôi đến sân bay, vượt qua vòng kiểm soát an ninh và kiểm tra hộ chiếu, sau đó mua một số thứ không cần thiết trong một cửa hàng miễn thuế, chỉ để đánh lạc hướng bản thân khỏi những gì sắp sửa diễn ra. Khi đã ở trên khoang, tôi liền siết chặt tay vịn để thể hiện sự phấn khích của mình về việc cất cánh. Và chỉ như vậy thôi, bởi vì mặc dù trông có vẻ không giống lắm, nhưng tôi có sợ đi máy bay đâu. Và rồi nó bắt đầu. Chiếc máy bay bắt đầu thực hiện những cú giật nho nhỏ này từ bên này sang bên kia, và bỗng dưng nó rơi xuống, rồi cứ rơi mãi, như chìm vào một lỗ đen không đáy vậy. Hoặc ít nhất nó có cảm giác như thế. Mỗi khi chuyện này xảy ra, tôi luôn cố gắng hết sức để không hét toáng lên tất cả chúng ta sẽ chết, và tự hứa với bản thân rằng mình phải tập một số thói quen để giữ bình tĩnh, đan len hoặc vẽ tranh chẳng hạn. Nhưng một ngày nọ, tôi nhận ra rằng mình phải chấm dứt nỗi đau khổ và sợ hãi này, và tôi đã tham dự một khóa học được tổ chức bởi một phi công giàu kinh nghiệm, người đã trải qua hơn 20.000 giờ bay. Chà, người đàn ông này hóa ra là một chuyên gia thực thụ và là một giảng viên tuyệt vời, bởi vì anh ta làm cho mọi thứ rõ ràng như ban ngày vậy. Có thể bạn không tin, nhưng cả các nhà toán học lẫn vật lý đều chưa thể giải quyết được bí ẩn đằng sau sự rung lắc của máy bay này đâu. Vấn đề là ở chỗ, nhìn từ bên ngoài, việc này trông có vẻ đơn giản. Mọi thứ đang bình thường, sau đó thì rầm rầm, chiếc máy bay như đang ở trong máy xay sinh tố vậy. Nhưng chúng ta lại biết rất ít về các nguyên tắc vật lý của hiện tượng này đấy. Một cách đơn giản, rung lắc chính là sự hỗn loạn. Nó xảy ra khi những luồng năng lượng xuất hiện trong phần không khí mà máy bay của bạn lướt qua. Và nguồn năng lượng này chính xác là nguyên nhân gây ra những thay đổi về áp suất và tốc độ không khí. Nhưng điều tồi tệ nhất khiến mọi người cảm thấy không thoải mái khi máy bay rung lắc, đó là bởi nó không thể đoán trước được. Đợi đã, thật thà trời. Các chuyên gia với các thiết bị hiện đại nhất lại không tính toán được thời điểm mà sự rung lắc có thể xảy ra sao? Bạn đừng quên rằng sự hỗn loạn là một trong những nhân tố chủ chốt của hiện tượng rung lắc. Hãy tưởng tượng về một con sông với dòng nước chảy xiết xung quanh cây cột nâng đỡ chiếc cầu. Một số giọt nước, thậm chí là các phân tử nhỏ bé của nước bắt đầu va chạm với nhau và với các dòng chảy. Không lâu sau đó, các phân tử nước quanh chân cầu sẽ di chuyển theo mọi hướng với tốc độ khác nhau. Và đây là thứ mà chúng ta thường gọi là sự hỗn loạn. Những gì xảy ra với dòng nước cũng tương tự như sự rung lắc đấy. Bạn có nghĩ rằng mình đủ khả năng để xây dựng được một công thức nhằm mô tả hiện tượng này không? Tôi cũng không. Vị chuyên gia tiếp tục nói, những cụm từ không thể đoán trước giống như lá cờ báo hiệu khổng lồ vẫy trong tâm trí tôi. Không thể đoán trước nghĩa là nguy hiểm, phải không? Nhưng ngay khi tôi sắp sửa bị hoảng loạn, viên phi công đã chuyển sang phần tiếp theo của bài phát biểu. Máy bay trải qua sự rung lắc khi chúng bay ngang qua các đỉnh của những luồng không khí di chuyển lên xuống liên tục. Có nhiều tình huống khác nhau khiến cho việc rung lắc diễn ra thường xuyên hơn. Ví dụ, khi máy bay cất cánh và hạ cánh trong thời tiết gió, hoặc khi nó bay qua các tầng mây, hay băng qua những ngọn núi cao. Ngoài ra, sự rung lắc này có thể là do hai cánh của chiếc máy bay mà bạn đang ngồi đấy. Nhưng mạnh nhất và khó chịu nhất, và cũng không thể đoán trước, là sự rung lắc khi trời trong thường xảy ra khi đang bay rất cao. Không ai biết phải làm sao để tránh bị rung lắc một cách hoàn toàn, nhưng các phi công biết cách để giảm thiểu tác động của nó đấy. Điều đầu tiên, trong quá trình cất và hạ cánh, họ sẽ chú ý để giữ các máy bay ở xa nhau nhằm tránh ảnh hưởng của các vùng không khí xoáy. Đây là sự hỗn loạn do máy bay tạo ra. Trên hết, radar dự báo thời tiết sẽ thông báo cho các phi công về những cơn bão điện và các nhiễu loạn xảy ra trên đường di chuyển, giúp máy bay vượt qua những khu vực này. Trong trường hợp trên, phi công không thể sử dụng chế độ tự lái, vậy nên họ phải trực tiếp điều khiển máy bay. Ngoài ra, các đường bay cũng được thiết kế sao cho những rủi ro từ sự rung lắc là nhỏ nhất có thể. Được rồi, nghe có vẻ tốt đấy. Nhưng nếu một sự rung lắc nghiêm trọng đột ngột xuất hiện thì sao? Liệu nó có gây ra thiệt hại đủ lớn và khiến máy bay rơi không nhỉ? Hóa ra là ngày nay, kịch bản này rất khó xảy ra trong thực tế.
máy bay được chế tạo với khả năng chịu đựng các lực tác động rất lớn. Thêm vào đó, máy bay có biên độ an toàn cao. Đó là lý do tại sao thậm chí các rung lắc dữ dội cũng không bao giờ vượt quá giới hạn của nó cả. Khoảng 90% các phi công sẽ không bao giờ gặp phải những biến động đủ lớn để bẻ cong cánh máy bay đâu. Bên cạnh đó, đôi cánh được chế tạo để chịu tải trọng gấp 1,5 lần so với những gì nó thường chở, ngay cả với chuyến bay gập ghềnh nhất. Nếu thích chỗ ngồi cạnh cửa sổ, bạn có thể đã thấy hai bên cánh chao đảo khi máy bay bị rung lắc. Nó trông có vẻ đáng sợ đấy, nhưng vô tư đi. Điều bạn nhìn thấy chẳng thấm vào đâu so với những gì mà một chiếc máy bay trải qua trong quá trình thử nghiệm đâu. Hầu hết các máy bay chở khách hiện đại đều có thể uốn cong đầu cánh tới gần 90 độ cơ. Cánh máy bay phải cực kỳ linh hoạt vì những đôi cánh cứng chắc sẽ bị gãy tan trong các điều kiện khắc nghiệt. Nguyên tắc tương tự cũng được sử dụng khi xây nhà chọc trời. Chúng lắc lư một chút và điều này khiến chúng chắc chắn hơn. Trở lại với máy bay, mặc dù nó sẽ không bị hỏng khi chịu những cuộc rung lắc dữ dội nhất, nhưng bạn vẫn có thể làm đổ đồ uống của mình lên bản thân và người kế bên đấy. Thật không may, việc này không phải là điều khó chịu duy nhất xảy ra với các hành khách trong lúc hỗn loạn đâu. Khi nghe tiếp viên hàng không nói rằng bạn cần quay trở lại chỗ ngồi của mình và thắt dây an toàn, hãy làm theo nhé. Ngay cả khi bạn không thể chịu đựng được nữa vì nỗi buồn này, ai thấu cho. Sự rung lắc chính là nguyên nhân chủ yếu gây thương tích cho các hành khách trong một chuyến bay. Không chỉ bầm tím hay mất giọng đâu, bạn có thể bị gãy xương nữa đấy. Bằng cách thắt dây an toàn, bạn sẽ không bị hất văng ra khỏi ghế của mình. Có thể bạn đã nghe thấy điều này trước kia, nhưng ngay cả khi biển báo đeo dây an toàn không sáng, tốt hơn hết là vẫn sử dụng nó nhé. Như ta đã biết, những rung lắc nghiêm trọng nhất khi máy bay ở độ cao lớn có thể diễn ra một cách đột ngột và phi công sẽ không có đủ thời gian để cảnh báo hành khách về mối nguy hiểm tiềm tàng đâu. Với việc mang đai an toàn trong suốt chuyến bay, hãy nhớ đừng đi vệ sinh khi máy bay bắt đầu hạ cánh và đừng tháo dây an toàn khi máy bay vừa mới cất cánh xong nhé. Không cần phải lo lắng về những rung lắc đâu, chuyện bình thường mà, máy bay sẽ vẫn ổn và bạn cũng sẽ không sao hết, kết thúc chuyến bay. Bạn thấy thế nào về việc máy bay rung lắc và trường hợp xấu nhất bạn từng gặp phải là gì? Hãy cho tôi biết trong phần bình luận bên dưới nhé. Nếu đã học được điều gì đó mới mẻ hôm nay thì hãy cho video này một like, chia sẻ nó với bạn bè và đây là một số video thú vị khác để xem và cùng soi sáng cuộc sống.